Không ít trẻ nhỏ có một thói quen rất xấu, đó là thói ăn trộm vặt. Chẳng hạn như sang trọng nhà người chơi bè, họ hàng chơi, thấy những món đồ ưng ý, trẻ không hỏi xin mà lén cầm về nhà. Vì đó hầu hết là những món đồ nhỏ nhặt như một cuốn truyện tranh hay con búp bê, con lật đật bé nhỏ xinh nên người lớn kém cỏi xua tay cho qua, coi như không có chuyện gì to tát. Nhưng người lớn không biết rằng, chính từ sự dửng dưng, dễ dãi đó mà trẻ bị tiêm nhiễm thói hư tật xấu. Ai đã dám ăn trộm một quả trứng thì sẽ dám ăn trộm cả một con bò. Nếu chúng ta không sớm đốn nắng trẻ sống thật thà thì khi trưởng thành, trẻ sẽ gặp phải những hệ lụy từ chính thói quen xấu lúc nhỏ. Câu chuyện sau đây chính là minh chứng rõ ràng cho chuyện này. Một bà mẹ rất lấy làm lạ khi mỗi lần đàn ông chơi đồ chơi với cậu hàng làng mạc thì lại có một thứ biến mất. Vì hai đứa trẻ bằng tuổi nhau, lại gần nhà nên chỉ kém cỏi cho hai trẻ cùng chơi. Như vậy thì chị vừa có thời gian nhàn rỗi làm việc nhà, mà con thì lại có người chơi. Nhưng sau một vài lần quan sát, bà mẹ cảm thấy bồn chồn khi phát hiện cậu bé nhỏ hàng làng mạc có tật tắc mắc. Cậu bé nhỏ kém cỏi lấy đồ chơi của con chị mang về nhà mình. Tình trạng này diễn ra kém cỏi xuyên trong một thời gian dài. Một lần trong lúc đi chợ, chị vô tình gặp mẹ của cậu bé nhỏ hàng làng mạc. Nghĩ vấn đề tắc mắc cần được giải quyết nên chị thế hệ thì thầm bảo bà mẹ kia. Chị này, tôi muốn nói với chị một chuyện tế nhị, mong là chị sẽ không giận tôi và bảo ban cháu nhà mình tốt hơn. Chuyện là con chị kém cỏi hay sang trọng nhà tôi chơi rồi lấy luôn đồ chơi mang về. Chị cứ ngỡ bà mẹ hàng làng mạc sẽ giật mình xin lỗi rồi hứa về giáo huấn lại con. Ai ngờ, câu trả lời của bà mẹ kia khiến chị sững sờ vô cùng. Chẳng qua chỉ là mấy thứ đồ chơi trẻ con thôi mà, chị cứ làm quá lên, để cho nó chơi vài bữa rồi nó mang sang trọng trả, chứ không cần phải quá lo mấy chuyện lặt vặt như thế này đâu. Nói vậy nhưng cậu bé nhỏ hàng làng mạc luôn cầm đồ chơi về nhà và không bao giờ trả lại. Mấy món đồ chơi nhỏ, bà mẹ trẻ không tiếc gì với người chơi của con. Nhưng việc cậu bé nhỏ kia kém cỏi xuyên tắc mắc, lấy mà không gọi han, xin phép ai thì biết đâu một ngày, thói xấu sẽ ngấm vào máu. Cậu bé nhỏ sẽ còn dám lấy những thứ to tát hơn. Chưa kể là bà mẹ hàng làng mạc không hề biết cách dạy con. Bà mẹ hồn nhiên đi khoa với người khác là mình chẳng cần mua mà con vẫn có đồ để chơi. Bà mẹ cho rằng con mình như vậy là khôn. Thời gian cứ thế trôi đi, những tưởng chuyện tắc mắc lạc giặc hồi bé nhỏ đã trôi vào dĩ vãng. Nhưng ai ngờ, sự việc đã qua nhưng dư âm thì vẫn còn. Năm 19 tuổi, cậu ta vì hoàn cảnh túng quẫn mà đi ăn trộm đồ rồi bị cảnh sát cầm được và phải ngồi tù. 19 tuổi, mang trên mình một tiền án, tương lai phía trước của cậu bé nhỏ hàng làng mạc năm nào trở nên mù mịt. Người lớn chúng ta đôi lúc vì yêu mến mà dung túng cho những hành vi xấu của trẻ. Có thể chúng ta đã không ít lần nghe qua câu, thôi, con búp bê ấy đáng gì. Em nó tróc cầm thì cho em nó luôn cũng được của người lớn. Có một điều chúng ta cần phải ghi nhớ. Thói quen xấu nhỏ có thể tích tụ thành thói quen xấu lớn. Việc người lớn cần làm không phải là cái xua tay, xùi xòa cho qua mà phải ngay lập tức chỉ cho trẻ biết, hành vi tắc mắc là sai. Nếu muốn thứ gì, trẻ cần phải xin phép trước, được sự đồng ý thì thế hệ có thể cầm. Chúng ta đừng bao giờ dễ dãi với thói hư tật xấu của con trẻ. Bởi như vậy sẽ khiến con người chơi biến thành một phiên bản khác của cậu bé nhỏ hàng làng mạc kia.